Thưa quý vị và các bạn, việc đưa dự thảo nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Trong đó thì có những người nghỉ hưu nữa. Vâng, vậy mức điều chỉnh sẽ như thế nào cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mức sống tối thiểu cho những người về hưu cũng như điều kiện kinh tế xã hội. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Với phương án 1, mức tăng 10% từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 để bù đắp trượt giá, chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế năm 2019 và năm 2020 không điều chỉnh lương hưu lẫn trợ cấp bảo hiểm xã hội. Dự kiến, số người được điều chỉnh từ ngân sách nhà nước chi trả hơn 925.000 người, với kinh phí tăng thêm là 44.538 tỷ đồng. Số người được thụ hưởng từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội khoảng 2,15 triệu người, với mức dự kiến tăng thêm khoảng 144.585 tỷ đồng. Với phương án 2, mức tăng 15% bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mức tăng này đảm bảo bù đắp trượt giá, duy trì giá trị của lương hưu, trợ cấp trước lạm phát và chia sẻ thành quả phát triển kinh tế 3 năm liên tiếp từ năm 2019 đến năm 2021 và không thực hiện điều chỉnh lương hưu giai đoạn 2020-2021. Theo phương án này, ngân sách nhà nước sẽ chi trả cho gần 897.000 người với kinh phí dự kiến tăng thêm trong năm 2022 là 47.226 tỷ đồng. Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả cho khoảng 2,28 triệu người với kinh phí dự kiến tăng thêm 168.000 tỷ đồng. Ngoài đề xuất điều chỉnh lương hưu, tại dự thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh mức hưởng cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 và đang hưởng lương hưu thấp dưới 2,5 triệu đồng. Nếu đề xuất được thông qua, sẽ có khoảng 426.000 người thuộc 8 nhóm thụ hưởng. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến trong vòng 2 tháng, tính từ ngày 18 tháng 3. Sau đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp lại, trình chính phủ để chốt phương án. Theo dự thảo tờ trình nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến, sẽ có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Vâng, vậy thì mục đích của việc điều chỉnh lần này nhằm cụ thể hóa các quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và đồng thời cũng xử lý các vấn đề lương hưu thấp đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995. Là giáo viên tiểu học nghỉ hưu từ năm 1988, mức lương của bà Đồng Thị Phiên hiện nay khoảng 2,2 triệu đồng một tháng. Số tiền này chưa đủ đảm bảo cuộc sống của bản thân bà, chứ chưa nói đến việc đỡ đần cho người con trai bị bệnh. Ở cái tuổi 78, sức khỏe yếu, bà không thể lao động để trang trải cho cuộc sống. Phải tiết kiệm thôi, hết sức tiết kiệm. Cái gì cần thiết đáng mua thì phải mua. Còn cái gì mà chưa cần thiết lắm thì nói thực với em là phải tiết kiệm. Chứ bây giờ ai cũng khó khăn vậy thế. Theo các chuyên gia, những người về hưu phải được trên mức lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên trong thực tế, có những trường hợp về hưu sớm hoặc có số thời gian làm việc ít nên có lương hưu thấp. Đối với những trường hợp này, cần phải đảm bảo cho họ đạt mức lương tối thiểu. Nếu chúng ta điều chỉnh chung cho cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang là 10%, thì người về hưu chúng ta cũng điều chỉnh tương đương với 10%, nhưng những người về hưu trước năm 1993 tốc độ nó phải cao hơn 10%. Để làm sao quá trình điều chỉnh dần dần đó thì những người về hưu trước năm 93 lương thấp thì sẽ dần dần có cái mức lương phù hợp hơn, nó gắn với cái mức sống tối thiểu và nhu cầu sống tối thiểu của người về hưu. Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là điều cần thiết hiện nay, góp phần cải thiện đời sống cho người nghỉ hưu. Tuy nhiên, việc tăng như thế nào, tăng vào thời điểm nào, cần có sự tính toán phù hợp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Chúng ta sẽ tính toán, suy nghĩ, sắp xếp theo cái điều kiện phát triển kinh tế của đất nước mà chúng ta nâng và tăng lên. Không những ở 15%, có thể tăng cao hơn 1% nếu trong năm 21 và 22 chúng ta ổn định và khắc phục được cái dịch Covid-19 và Việt Nam chúng ta là tăng trưởng GDP tốt, cao lên thì cái ngân sách chúng ta sẽ thu nhiều hơn, doanh nghiệp chúng ta phát triển cao hơn và bà con người ta quyết tâm, đồng tình, ủng hộ và người ta phát triển đại sản xuất. Cứ theo một cái bình thường ra, chỉ số giá của chúng ta hàng năm CPI ấy, năm vừa rồi là gần 4%. Thế năm nay 4% nữa, ví dụ như chẳng hạn, thì nó mất 8% 2 năm rồi. Thì như vậy là phương án là phải là phương án cao, tức là phải phương án 15%. Để ít nhất
là người ta phải bù đắp lại được cái trượt giá, cộng thêm cải thiện thêm của đời sống. Nhu cầu con người luôn tăng. Vậy thì bây giờ anh cứ giữ như thế thì người ta sống bằng cái gì? Giai đoạn từ năm 2008 đến nay, chính phủ đã 12 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Tuy nhiên, mức tăng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của nhiều người nghỉ hưu. Trong thời điểm dịch bệnh xảy ra khiến đời sống của hàng vạn người lớn tuổi gặp khó khăn, điều mong muốn của người dân là tiền lương hưu đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình họ.